Hello, chào bạn nha. Chào bạn nha. Hôm nay mát mẻ anh em mình ra vườn tổ chức cho chơi nha các bạn. Đây nè, các bạn thấy trời mát mẻ không? Dạ hôm nay tụi mình sẽ bắt chước mấy người bên Nhật nha các bạn. Trung Quốc. Đúng rồi, Trung Hoa. Là lấy cái này nè. Còn bị thun ra mình anh em mình hú sẵn nha các bạn. Búng vô bụng. Và người nào mà theo lượt nha. Bên đây qua bên đây. Rồi nếu mà ai á mà quýnh, ai mà bật dây thun vô mà cái kẹn nó la lên á là bị búng tiếp thiệp hai nha các bạn. Rồi bây giờ không kể các bạn chờ lâu nữa, giờ let's go chơi đi. Chìm sầm thôi ấy. Thôi giờ xin sầm đi, chìm sầm đi. Rồi chơi luôn. Nhầm 1 2. Đâu kẹn cái nó. Để đánh nha các bạn. Mỗi đứa búng cái đúng không? Búng một cái à. Vì đứa mỗi đứa búng cái tao đấm mày giờ. Để mẹ vô. Mỗi đứa búng cái mà. Vì đứa búng cái nào tao la lên thì búng tiếp chứ làm gì. Búng đi, búng cái. Kèm cá lớn nha. Đứng im. Rồi rồi. Rồi. Nè vô vô. Cái mình như vậy. Rồi rồi. Ai kêu nhỏ rồi. Không kêu đồ ăn gian vậy. Kêu ơi. Không gọi tao cũng la đâu. Thôi kêu ơi. Tôi uống tụi bậy. Tao. Đủ chút thôi tụi bay nha. À con tụi bay ra nè. Tiếp đi. Xin sầm nữa gì? Tụi đủ mà hết ra là tiếp. Một. Tới thằng nào chứ làm gì xin sầm. Xin sầm. Đéo chơi chỗ đó. Hai. Rồi 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 rồi. Cái đây. Rồi rồi. Rồi rồi. Đây tao thở á. Không biết. Không có thở gì ta. Oh no. Có mạnh vậy? Không biết. Yeah. Tính. Vô tới mày nè cái gì đây lẽ để tay ra đây tay ra lé chịu đâu rồi quá mấy bạn ơi xin lại nè dạ 1 2 3 nó quậy với tay búng dưới đây để đây đi búng tức bụng là đổ má hồi đừng khóc nha ra kéo xuống coi lĩnh cúng ngại muốn chết không à rồi mày ra coi rồi không ra nha không lại các bạn tới 2 bay à 1 2 3 tiếng né trước da đâu rồi bạn ơi ra ngậm vô quay ra cay búng đi chịu đau hay lắm mày ơi trời ơi bê bé chịu đau lắm mấy bạn ơi mình đã tỉnh táo rồi dạ ôi tới mày nè tới mày nè mày hỏi hốt đây 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 no. Chó cơ. Ai da. Đau. Đến về đến đến. Tới bạn em. Thôi rồi. Không kêu. Đau quá bạn ơi. Tiếp. 1, 2, 3. Thắng từ hoài hả gì? Hả? Ơi. Tao mày xịn luôn nè. Thằng cuối không bị nha các bạn. Không bị mày. Mày thứ em phải làm 2 cái thôi đi mày. Rồi không sao rồi. Tới mày nè. Nhắm vô. À, niên lé chị. Ra đây tao trả thù chứ. Đến đây à coi. Tao là mối. Yeah. Ê ơi. Tiếng bít tê đen nè. Bạn ơi, tính đen nha các bạn. Dọn đít cái đầu quá. Rồi, búng 2 cái. Vậy hỏi chưa mà tao hỏi cho hết hơi tiếng nước trong khỏi bị búng đó khỏi luôn hả? Mạnh lên. Ai à? Đau á. Vậy sao bay chơi nó không bay? Tiếp. Chơi nữa chứ. Tiếp đi. Tiếp luôn. Tiếp luôn. 1, 2, 3. Rồi. Sao rồi số mình nó xui vậy tài. Bên đây, anh Giang. Đi ra gái. Ê kéo rồi. Tốt. Đi đó. Tên nào? Tiếng lé. Lé đi chậm mà. 1, 2. Mày nữa hả con? Búng đi. Mày búng đi. Đau quá mấy bạn ơi. Kêu rồi. Kêu rồi. Tới mày kìa. Tới mày thì nó kêu phúng nó nữa. Trời mày. Tới mày á, làm gì tới tao. Rồi, tới mày nè, tới thằng lé nha các bạn. Ngậm vô. Tao bụi mà. Tao bụi. Chơi cút ra liền giống nội. Cười. Anh Giang ha, chơi cút ra liền nha. Dẫn vô. Ngậm vô. Vậy rồi. Yeah. Đau quá các bạn. Yeah. Đau quá. Chị Trâm. Tiếp. Thôi giờ mình chơi hiệp cuối nha các bạn. Đau quá bạn ơi, chịu hết nổi. Đau quá. Vô nào. 1, 2, 3. Rồi. Đến đi. Tột ăn tối không bị nhẹ các bạn. Mày làm đây. Đứt không? Từ từ. Ây da. Càng cúi càng đau. Đau quá. Yes. Rồi, tới mày. Tiền lé miếng không mà. Lé nhảy vô giống Yuka luôn. Kêu cái mặt nó kìa các bạn. Sao không kêu? Quá thôi cái mặt rồi. Sao kêu? Yeah. Yeah. Tới mày kìa. Tới mình nha các bạn. Đau, từ từ. Một hàng nghỉ thôi. Rồi chưa? Quay qua đây nè. Quay lên đây. Rồi. Đi xuống gì? Rồi. Đi xuống rồi. Ok. Rồi chưa? Rồi. Nhắm vô. Đây đây. Nó kéo bình ép nên không có đào nha bạn. Ôi. Rồi, anh em mình đến đây kết thúc nha bạn. À, ra mày. Cởi không được rồi. Đâu rồi, ây da. Đâu quá các bạn ơi. Nãy giờ mình nhét mấy cái này vô đây nha các bạn. À, nếu các bạn thấy video này hay hãy để cho anh một like và một đăng ký kênh nha. Tại sao? Chưa. Xin chào các bạn. Chết rồi.